Ngày mai có kèo đi coi ca hát á, tôi lấy vé rồi nha, đừng có quên á. Nhớ rồi. Ủa mà ai hát vậy? Nghe nói có nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm, có Sơn Tùng MTP nữa đó. Ghê vậy. Gì? Có Sơn Tùng MTP nữa hả? Gì vậy? Hồi nãy anh nói là ngày mai có chương trình có anh Sơn Tùng diễn hả? Anh nghe thông báo vậy. Oh yeah. Hai anh đi, hai anh cho em đi với. Ngày mai á có chồng tương lai của em diễn nữa. Nếu em muốn gặp chồng của em thì anh xin vé bác anh chắc là có. Nhưng mà Được, tất nhiên là được rồi. Được, nhất định là được. Nha. Muốn đi đến vậy hả? Dạ đúng rồi, em rất muốn đi. Rất là muốn đi. Không được. Ai cho em đi đây mà. Đi mà. Em muốn gặp chồng tương lai của em. Đến đi mà. Em hứa với các anh, tuyệt đối em sẽ ngoan ngoãn nghe lời các anh. Và em sẽ yêu các anh. Xong chưa? Sắp xong rồi bạn. Ê, mà tôi nghĩ không ấy cho Lâm Chi đi theo ơi. Chứ không cho nó đi nó la sùm á. Bạn làm như bạn không biết tính nó vậy. Cái con nhỏ đó mà đi chỗ đám đông, nó kêu đồ đáng ghét. Rối lắm. Nghĩ tới hồi hay ớn rồi. Nó vậy á, làm cho nó đi thiệt hả? Mà giờ nó đang ở trong phòng, mình phải tranh thủ đi đi. Nhớ là nhẹ nhàng nghe chưa. Đi xong. Ủa? Sao giờ này hai anh mới xuống? Mình phải đi sớm để giành chỗ gần sân khấu nhất mới được. Ôi, bạch mã hoàng tử của em ơi, em tới đây. À, hai anh có mang vé của em theo rồi đúng không? Có. Thôi thiệt tính. Bây giờ tính sao đây? Thôi sao? Bây giờ bạn đi ra ngoài trước đi để tôi tính cho. Nè, hai anh mang vậy đi. Đó, mang vô lẹ lẹ, mang lẹ lẹ nha. Anh đi trước nha. Em cất chặt. Lâm Chi ơi. Hả? Tao mang thịt sườn kìa. Gì? Đâu? Đó. Có đợ. Ủa? Hai anh đâu rồi? Á! Trời ơi, em chơi tính bà dụ em hả? Em cũng muốn đây. Hai anh có dừng lại chưa? Hai anh dám lừa em hả? Hai anh dừng lại. Tính dụ em hả? Bạn gì nói con bé làm chi nó chí theo kìa. Cái gì? Thảo chạy nhanh vậy, giữ chặt vô bạn. Bây giờ sao bây giờ? Trời em chạy. Anh đang quậy em gì? Sao rồi bạn? Con mẹ nó mất tiêu rồi. Nhỏ này chạy ghê thiệt á. Rồi mấy người tưởng tôi không tìm được tới đó hả? Đừng có thương Lâm Chi này. Đây là đâu vậy trời? Đau chân chết luôn, nó bụng á. Thịt nướng nè. Ủa? Chào chị. Để tôi dọn cơm cho hai cậu nha.
Dạ. Ủa mà Lâm Chi đâu? Lâm Chi đâu? Ủa giờ là nó chưa về nhà hả? Ủa đâu có. Em thấy Lâm Chi khoe với em là đi coi ca nhạc để gặp Sơn Tùng mà. Chứ Lâm Chi không đi với hai anh hả? Hồi chiều tôi cũng thấy nó đi theo hai cậu mà. Thôi chết rồi. Tôi với ông Chi là kiếm nó. Đi. Lâm Chi. Lâm Chi. Lớn à, mà ăn quịch rồi hả? Trong mình không có tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đánh con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quịch mà còn hỗn láo nữa hả? Lâm Chi. Lâm Chi. Con không có được gì nữa nha. Lâm Chi. Con á. Lâm Chi, đi đâu vậy? Anh hai ơi, cái đồ đáng ghét này nè, dám quýnh cho tay em á. Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh hai, móc tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, để con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2.4 triệu. Cái gì? 2.4 triệu? Một mình nó mà ăn 2.4 triệu hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm nữa đó. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo chi cho khổ vậy trời. Thôi chốt em chi cho vợ em khổ vậy trời. Nấu nữa. Ê cẩn thận cùi lửa, cẩn thận cùi lửa. Chào quý khách ạ. À, đây được nóng nha. Cẩn thận. Rồi dạ, chú quý khách ngon miệng ạ. Dạ. Ê nước sôi. Nước sôi. Em ơi, em xịt cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy, khách bàn số 5 em rất tương nha. Trời ơi, con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền chứ đừng để nguội. Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Vâng em nha. Chị Bảy, khách bàn số 5 còn rất tương nha. Nhỏ dễ thương quá chị ha. Dạ, tụi con xin lỗi. Anh hai ơi, mình đi taxi về nha, chân em đau quá. Tiền anh trả nợ cho em hết rồi, tiền không đi taxi, chỉ cần đi xe buýt thôi. Ôi, em không đi xe buýt đâu. Không đi thôi, đi bộ đi. Sao cho chịu vậy? Đến đây luôn hả? Tại chân em đau quá, cõng em à. Dẹp đi. Không tin luôn á, cái bụng có chút xíu à, mà ăn 8 phần sườn của người ta. Kỷ lục của em là 8 phần rưỡi rồi. Hay quá, còn chả treo nữa. Em thử như vậy một lần nữa coi, coi anh có bỏ mặt em không. Không biết sao hai đứa mình là anh em nữa. Nhìn một trời một vực, chả giống chút nào hết. Người ở ngoài nhìn vô, tin hai anh em ruột có sợ. Cái gì vậy? Thank you.
anh em có khác. Ủa Tâm Anh, thứ bảy ở trường không có ăn trưa hả em? Dạ đúng rồi. À chị ơi, cho em ít tiền tiêu vặt nha. Tiền tiêu vặt hả? Ừ. Mà em cần để làm gì? Thì tại ở trường á, mấy bạn hay có tiền để mua bánh hay kẹo hay kem ăn á. Nhưng mà tiền lương của chị gửi hết vô sổ tiết kiệm rồi. Với lại bữa nay thứ bảy, ngân hàng đâu có làm việc đâu. À ha. Tại vì á, chị em mình sống ở đây, cho nên là chị em mình phải tiết kiệm. Nhưng mà chị hứa với Tâm Anh á, là tháng sau chị có lương, chị sẽ mua thiệt là nhiều bánh kẹo cho Tâm Anh nha. Thiệt hả chị? Đã quá. Thôi, em nhanh đi học đi. Dạ, em chào chị em đi. Ê, ra Tâm Anh. Mày gọi mình cái gì vậy? Hôm nay làm bài kiểm tra được không? Cảm ơn bạn nha. Mình làm cũng tốt thôi, mình về nha. Ê khoan, đói bụng lắm đúng không? Nè, qua đây ngồi ăn đi. Ngồi xuống, trời thương quá à. Xích qua bên kia coi mày. Nè, ăn đi. Hả? Bạn nói thiệt đó hả? Hỏi hoài, người ta thương người ta mới cho ăn, hay là muốn người ta ghét? Vậy cảm ơn bạn nhé. Nãy giờ tụi mình cũng ăn nhiều rồi. Thôi, ngồi đây ăn hết cái dĩa này. Tụi mình tính tiền rồi á. Thôi mình đi. À mà quên, ăn không hết á, nhớ gói đem về nha. Rồi chuông 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 quá à, ước gì nó là em gái ruột tôi luôn. Thôi tụi mình đi. Cảm ơn anh Chi nhiều nha. Chà, coi bộ ăn cũng được quá ha. Đồ ăn ngon lắm hả con? Ngon quá. Hả? Dạ thôi, ăn nhà chú, ăn về nha. Khoan con, khoan. Chưa tính tiền cho chú mà sao về được con? Dạ, Lâm Chi tính rồi mà chú. Lâm Chi là ai mà dám lạm quyền quá vậy? Lâm Chi á, là con của ông chủ với bà chủ ở nhà con. Lâm Chi nói là con cứ ngồi đây ăn thoải mái. Xong rồi Lâm Chi còn nói là Lâm Chi trả tiền rồi. Còn nói là nếu dư thì cứ mang về nhà ăn, mà con ăn hết luôn rồi không dư miếng nào hết trơn. Vậy thôi, con về nha chú. Ê khoan con. Trời đất ơi sao con giỡn hoài vậy con? Con giỡn ngay à. Con chưa có trả tiền cho chú là con không có được về đâu nghe. Ủa Lâm Chi trả rồi mà sao chú cứ đòi hoài vậy? Chú kỳ quá. Thôi con về nha. Ờ khoan. Con là con mới kỳ đó. Chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu hả? Bây giờ con trả cho chú 150.000 đi hả? Chú không có biết Lam Chi là ai. Con bị Lam Chi lừa rồi. Một trăm năm mươi ngàn hả chú? Thì hả chú? Vậy để con kêu Lam Chi quay lại trả cho chú nha. Khoan. Trời ơi, sao con giỡn ngay vậy con hả? Chú đã nói rồi, chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu. Bây giờ không có tiền là không có được đi về. Trả 150.000 cho chú. Dạ, cho hỏi chú cần gặp ai vậy ạ? Dạ đúng rồi, Tâm Anh là em của con. Dạ? Chú đang giữ Tâm Anh hả? Nhưng mà sao chú giữ em con? Chị ơi, chú này bắt em đó, cứu em đây. Tâm Anh, ông là ai? Sao ông bắt cóc em tôi? Ông ơi thả nó ra đi. Tôi là chủ quán ăn. Chủ quán ăn hả? Nhưng mà sao ông bắt cóc em con? Em của cô á kêu một đống đồ ăn ra đây rồi không chịu trả tiền đó. Bây giờ tôi phải giữ lại đây chứ sao? Không thể nào được. Mà giờ con phải làm sao hả chú? Bây giờ đưa tiền tới đây, một tay đưa tiền một tay nhận người. Giao người nhận tiền hả? Bao nhiêu chú? 150 triệu. Quên, 150 ngàn. Nhưng mà giờ không có tiền đúng không?
cơm nó nhiều nha. Có tiền thì nhận người, không có tiền thì tôi giữ em cô lại đó. Nhưng mà chú ơi, làm sao con mới biết được em con vẫn còn an toàn hả chú? Chú cho con nói chuyện với em con nha, nha chú. Làm như tôi bắt cóc tống tiền không bằng. Nè, nói chuyện với chị con đi. Dạ. Chị ơi, chú này bắt em đó, chú không cho em về luôn. Chị tới cứu em đi chị. Tâm Anh, nhất định chị sẽ cứu em. Chờ chị nha. Dạ, chị đợi em xíu nha. Chị ơi, em sợ quá. Bây giờ chị nói cái gì cho em bớt sợ. Chị nói nhiều nhiều lên nha chị. Tâm Anh. Ủa, con chưa nói chuyện điện thoại với chị con xong mà. Điện thoại này không phải là điện thoại chùa hả? Để cho hai chị em của con tắm tào lao nhau hả? Ai đóng tiền điện thoại cho chú? Ủa, nói chuyện điện thoại cũng phải tốn tiền nữa hả chú? Ủa, ở nhà con nói chuyện điện thoại không có đóng tiền hả con? Dạ, chị em con chưa bao giờ đóng tiền điện thoại hết á. Chết rồi, giờ còn có 60 ngàn sao ta? Tính tiền cho quán thôi. Dạ dạ. Quán bao nhiêu vậy anh? Dạ 30 ngàn. Rồi. Rồi, gửi anh. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Chú ơi. Sao con? Cái này dù sao cũng bỏ, chú cho con ăn nha. Tự nhiên. Dạ. Trời ơi, lấy nước luôn. Dạ, cho ăn mà không cho uống sao được chú. Con tên gì á? Dạ, Lê Tâm Anh. Chú đổi tên con được không? Tên gì vậy chú? Lê Bà Nội. Nè, muốn nước ngọt không? Dạ muốn. Dạ, ngân hàng phải không ạ? Dạ, hôm nay không có giao dịch hả? Chết rồi, em chưa có làm thẻ. Ơi, đói bụng quá, cho tôi sườn nhớ làm nhiều nhiều nha. Gì gì? Em có tiền không? Em cho chị mượn nha. Chị 90 ngàn. Gì? Lớn gì rồi 90 ngàn còn có nữa hả? Thì em có không? Em cho chị mượn đi, chị năn nỉ luôn á. Có, nhưng mà không thích cho chị mượn. Ở đó mà mơ đi nha. Nhưng mà làm gì? Cho chị mượn đi mà. Xin chào cả nhà. Chị trả tiền cho em được không? Ủa sao tự nhiên em đòi gấp vậy? Tiền đâu chị xoay sở kịp. Tại làm sao nha? Tại em gấp quá. Nhưng mà chắc chị cũng có tiền đi xe buýt về mà đúng không? Chị cho em đi. Đúng rồi. Nhưng mà chị đem hết luôn nha. Chị còn có mười mấy ngàn thôi. Đem hết. Không được. Em sao vậy? Em lấy hết của chị rồi, tiền đâu chị đi về? Tại vì em gấp quá, em mới cần, em xin lỗi chị. Thôi, mà không được đâu, để bữa sau chị có tiền chị giúp em nha. Chị Mai ơi. Thôi mà. Ê. Không. Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Chi vậy? Tại vì em gái tôi nó bị bắt rồi. Bị gì? Sao bị bắt? Tại nó ăn mà không có trả tiền á. Cái gì? Thôi anh no quá à, không ăn nữa đâu. Cậu có một miếng nào gán hết đi. Thôi anh no thiệt mà. Còn có miếng à, hả không ra thì để em nút chân à. Không ra. Chú ơi, tính tiền chú. 80 ngàn. Anh cho em gửi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Lần sau ghé ủng hộ nha. Dạ, mình đi ra. Chú. Gì con? Cái mà hai người họ mới ăn là gì vậy chú? Đây, của con đây. Cảm ơn chú. Ăn thoải mái đi. Mà ăn thêm không? Đâu muốn. Đợi tí xíu ha. Dạ. Ăn thoải mái đi con. Có người trả tiền mà lo cái gì. Tôi gom hết được mấy chục à. Cảm ơn cậu nha. Ê, 10 ngàn. Ê, nè em. Hay quá, là được 10 ngàn. Vậy là được 140 ngàn rồi. 140 ngàn. Mà bao nhiêu mới đủ? 150 ngàn. Thiếu 10 ngàn rồi. Gọi điện thoại nói bớt 10 ngàn được không? Dạ alo nghe. Tôi là chủ quán ăn đây. Dạ chú ơi, con là chị của Tâm Anh này chú. Con gom được 140 ngàn rồi, chú bớt cho con 10 ngàn được không chú?
Cô bé ơi, bây giờ cái giá không còn là 150.000 nữa rồi. Sao chú? Nó vừa mới kêu một đống cá viên chiên nó ăn nữa đây nè. Chị ơi, vậy chú dụ nên em mới ăn thôi à. Chú hồi nào nè. Hả? Bây giờ ha, nó ăn một đống cá viên chiên, rồi nó kêu thêm 3 phần cá viên chiên nữa là 100.000, cộng với 150 hồi nãy nữa là tổng cộng là 250. Hả? 250.000 là hả chú? Ừ, mau đem tiền tới đây đi nha. Bây giờ làm sao con có liền 250.000 được? Con có 140.000 à. Chú lấy đỡ giùm con đi, rồi từ từ con đưa chú sau nha chú. Trời ơi, tôi nói là không có được nha. Bây giờ đem tiền tới ha, một tay giao tiền, một tay nhận người, không có nói nhiều, được chưa? Chú ơi, tâm anh của con nó vẫn còn an toàn đúng không chú? Trời đất ơi, có ai làm gì nó đâu mà không an toàn. Nè, nói chuyện với chị con đi. Chị ơi, em đang ngồi nè, chị nói gì nhiều nhiều nhiều. Khỏi nói chuyện luôn nha. Sao muốn nhiều chuyện gì kể cho nghe. Ngày xưa có một cô bé tới đây ăn cá viên chiên, rồi xong một quỵt tiền của người ta không có trả tiền, rồi là bắt ngồi đây nè, đúng không? Phải không? Không hiểu hả? Cố tình không hiểu hả? Alo, biết rồi. Rồi, tôi chuẩn bị xong hết rồi. Rồi, biết rồi mà. Ừ. Phòng 404 đúng không? Rồi, biết rồi. Tôi tới là phải xuống lấy liền nha, tôi không có chờ đâu đó. Ừ. Nè, cái bài tập chú đưa con làm xong chưa? Dạ, sắp xong rồi. Ừ. À, rồi biết rồi, vậy nha. Ừ, rồi, tới gọi. Ê, chết rồi. Ủa, gì vậy chú? Bây giờ chú phải đi giao hàng, là đâu thể nào để con ở đây một mình được. Ủa, dạ, đúng rồi á chú. Nếu như chú đi giao hàng mà để con ở đây á, thì chị con làm sao tới giao tiền cho chú được? Ờ ha, bây giờ phải làm sao đây ta? Gọi điện cho chị con để con nói chuyện với chị con cho chị con biết. Ờ ha, sao chú không nghĩ ra ta? Dạ, chú đợi con chút xíu nha. Dạ, bây giờ con ngồi rồi đó, để con nói chuyện với chị con thật nhiều hơn. Thôi tao khỏi luôn đi, để chú vô chú tự gọi cho chị con nha. Thôi đói bụng quá không nghe ăn. Con mới kêu chú bằng gì? Ba ơi. Mày kêu tao bằng ba luôn á hả? Ba ơi, nhà mình còn gì ăn không? Mà cái nào không tính tiền á. Dạ còn. Con ngồi đây nghe, ba lấy đồ cho con ăn nghe. Con gái ruột của ba. Dạ, con cảm ơn ba ruột của con. Chờ ba tiếng nha con. Dạ. Rồi, ba có tiền rồi. Dạ. Ừ. À, chị. Đúng rồi, con đưa tiền cho chú rồi, con đem em con về nha chú. Khoan. Dạ. Đợi tôi kiểm tra đầy đủ tiền rồi hãy dẫn người đi. Mai mốt dặn em á, mốt có tiền á thì hãy đi ăn, còn không có tiền thì đừng ăn tùy tiện như vậy. Nghe không? Chị nói rồi mà sao làm kỳ vậy Tâm Anh? Tại Lam Chi dụ em ăn chứ em có muốn đâu. Trời đất ơi, có chi mà nhiều giấy như vậy nè. Chú ơi chú, con xin lỗi chú, con chỉ có 140 à. Con xin lỗi chú nha, lần sau con giấy con trả sau. Chạy đi Tâm Anh, nhanh lên 200 mấy lượng mà, 250. Nè, đứng lại. Nè, nhắm trả sát không vậy? Nè, trời đất ơi. Alo. Dạ, tôi là Julian. Dạ biết, tôi biết hai chị em họ. Mà chú là ai vậy? Quá. Ông mới nói gì vậy trời, không hiểu gì hết trơn. Ăn đi hai đứa, ăn đi. Không có sao đâu, không có tính tiền đâu sợ. Ăn đi con gái ruột của ba. Dạ, con cảm ơn ba ruột của con. Thế thường nha. Ăn đi. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chờ lắm.